Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Duy Khải Gaming. Và Duy Khải kính chúc anh em một buổi xem video vui vẻ mời. Và lần này thì Khải sẽ soi một hạng đường môn khá là chất của cùng mấy chủ S8 Phật Sơn Ký Sử, trang chủ game Công Thành Chiến Sư.net. Việc này thì đang nằm trong ban bình anh Tùng, anh em nói cho em xem trên live em cũng biết. Và nhiều anh em hay bảo Khải là soi đồ anh Tùng cho anh em xem đi. Thì rất là nhiều câu hỏi như vậy. Thì ngày hôm nay thì đang đứng không thì Khải sẽ soi đồ anh em xem. Hiện tại của anh Tùng đang top 1, 2, 3, 4. Anh Tùng đang top 4 server anh em với đẳng cấp 113. Anh em cùng xem sơ qua sơ đồ của anh Tùng. Top 4 server. Và hiện tại là đang dính một hạng bị lỗi của Adder nữa là nó mất một top 1 nè. 185 cấp là mất một top. Anh Tùng đang top 4 nha. Anh em cùng xem sơ qua cũng như là cùng chiêm ngưỡng set đồ của anh Tùng nha anh em ơi. Ok. Angelina. Rồi, anh em cùng xem set đồ. Đầu tiên thì chúng ta có thể nhìn thấy một con ngựa như Khải có nói thì con ngựa là Võ Lâm Minh Chủ này mà. Ngựa Võ Lâm Minh Chủ. Đó. Thực sự là một con ngựa quá chất luôn nè. Con ngựa này là anh em xem cùng xem thì anh em thấy không? Con ngựa này thì như Khải có nói ở những video trong lúc livestream thì con ngựa này của anh Tùng là Võ Lâm Minh Chủ này mà. Loại ngựa này thì chỉ có Minh Chủ Võ Lâm mới có thể thuần phục được. Và con ngựa này là con ngựa sinh lực 1000 máu, thể lực 500, né tránh 20-200 và kháng cả năm và vòng sáng khá đẹp. Anh em thấy vòng sáng không? Vòng tím tím anh em. Đó, và bốn thanh kiếm rớt xuống đất anh em. Đó, rất đẹp. Và con ngựa này thì anh Tùng mua ở cái video lần trước Khải có trung gian giùm anh Tùng thì con ngựa này tương đương khoảng tầm hơn 50 triệu Việt Nam đồng. Hơn 50 triệu Việt Nam đồng cho con ngựa này nha anh em. Đó. Và cái con ngựa này thì ở cái giải đấu Võ Lâm Minh Chủ Liên Server cái tháng vừa rồi nha anh em. Và vòng Võ Lâm Minh Chủ Liên Server thì thường thường là cứ trung bình là khoảng tầm 6 đến 8 tháng, 6 đến 8 tháng mới diễn ra một lần nha anh em. Và con ngựa này thì khẳng định với anh em là một con ngựa độc nhất vô nhờ ở cùng mấy chỗ này luôn. Đó, độc nhất vô nhờ ở cùng mấy chỗ này luôn. Rồi. Tiếp theo, đó là một cộng gia truyền An Bang cực phẩm 20-15. Thì gia truyền này cũng là gia truyền cực phẩm mà hiện tại cũng là No 1 server, chưa có giai thứ hai nha mọi người. Và hiện tại gia truyền An Bang tầm thường cũng chưa ra xuất hiện cũng như là chưa có cùng mấy chủ này nha anh em. Và anh em cùng nhìn sơ qua thì gia truyền này thì theo Khải có biết là giải đấu Võ Lâm Minh Chủ của cùng mấy chủ S8 Phật Sơn Ký Sử này đạt giải nhất, đã được cái món này nha anh em. Và anh Tùng đã mua lại mua với cái gia truyền này hơn 25 triệu. Đó, hơn 25 triệu. Rồi, tiếp theo là một ngọc bội cực phẩm An Bang kháng tất cả 5. Đó, năng lực 200 và kháng độc 30. Thì cái ngọc bội này là đua top một cá nhân vừa rồi nha. Đua top một cá nhân 2 tháng trước đã có một ngọc bội này. Và anh Tùng đua với cái top 1 anh Tùng lấy. Đó. Thì vị trí bỏ ra cái một ngọc bội này, mua ra cái ngọc bội này thì tầm giá cũng tầm gần 20 triệu, 20 triệu hơn nè, khoảng 20 triệu hơn. Tại vì với cái phẩm cái cá nhân nó tầm ở khoảng tầm 350 vật phẩm cá nhân, nhân cho trung bình 1.5 vật phẩm một cái đi, 1.5 xu một cái đi anh em cũng được biết. Đó. Thì cái ngọc bội này nằm giá khoảng tầm 20, đó, 20 triệu. Đó anh em thấy chưa? Con ngựa gia truyền với ngọc bội thôi đã hơn cả trăm chai rồi. Và vừa rồi đây là một vật phẩm top 1 cá nhân. Anh Tùng vừa được top 1 cá nhân và được một bao tay kim quang. Đó, kim quang, phòng thủ lý 25. Làm chậm 40, sinh lực, nội lực, phục hồi lực xấu mắt rồi hoàn toàn. Thực sự cái bao tay này là cái top 1 cá nhân tháng vừa rồi nha anh em. Và tháng vừa rồi anh Tùng cũng đua top với khoảng là 330.000 vật phẩm cá nhân. Ở server bán tầm giá 1.7, nhưng mà thu trên kèo, dưới kèo thì tương trung bình thì khoảng tầm 1.5, 1.6 đi nè. Thì anh em cứ nghĩ 300k vật phẩm nhân lên thì khoảng tầm gần 400 mấy chục kim. Thì tương đương bao tay này nó cũng nằm giá khoảng tầm hơn 20 triệu nha anh em. Hơn 20 cho đến 25 triệu Việt Nam đồng. Và bao tay này thì theo Khải biết thì nó chỉ có thời hạn trong vòng thời gian 5 tháng sử dụng anh em ơi. Và sau này nếu như server này ra cái cục gia hạn á thì có thể bao tay này sẽ trở thành vĩnh viễn. Đó, tại vì ở cùng mấy chỗ đồ xanh này thì sau này đi thuyền hoặc là này nọ thì nó sẽ xuất hiện những cái cục gia hạn đồ kim quang anh em, nên chúng ta có thể gia hạn được. Đó. Rồi, để kết bao tay thì dòng 1 là kết rồi. Cái dòng 2 thì anh Tùng không có mang, tại vì anh Tùng nếu mà anh Tùng muốn mang dòng 2 thì anh Tùng sẽ mang một cái nhẫn khăn lôi vào. Và sinh lực nỗ lực là xong, nó sẽ kích được dòng làm chậm. Mà nhìn vào này thì cái nhẫn làm chậm ở đây làm chậm 40, thông pháp 12, sinh lực 147 khá đẹp, phục hồi thể lực 9 điểm. Rồi đai lưng làm chậm 40 và sinh lực 153, thông pháp 8. Đó, nội chỗ này không đã được 20 thông pháp nè em ơi. 20 thông pháp là cũng 4 cuốn tại tuyệt kinh rồi. Rồi đạt mốc cho mình 80 làm chậm nha em. Đó, đai lưng với nhẫn này thì được ngập bội kích. Đó. Rồi cái nhẫn này thì khăn 21, sinh lực 111 và nỗ lực 65 khá pin luôn. Và đi kèm với đôi giày là top 30, kháng họ 20 và sinh lực 43. Và một cái nỏ, thực sự cái nỏ quá đẹp anh em ơi. Cái nỏ này không khác gì một cái nỏ chống phái. Anh em có xem Khải live video vừa rồi, Khải có mượn một cái nỏ hoàng kim chống phái vàng khè luôn nè. Thì nó không khác gì cái nỏ này luôn.
Và cái này thì anh Tùng có cho mình top 30, sát thương 35 và sát thương 87%. Thì nó tương đương với cây chống phái Hòn Kim nha anh em. Đó. Cây chống phái Hòn Kim thì tham gia thi đấu ở cái hình thức 16 với 16 thì sẽ được sở hữu nha anh em. Đó. Rồi cái này thì tương đối giống với xì luôn. Cây kia thì 30, 35, 85. Còn cái này 30, 35, 87 nè. Đó. Tương đương giống nhau. Và cái này anh Tùng mua với giá là hơn 30 triệu nha anh em, hơn 30 triệu ở cây vũ khí này. Đó, anh em thấy chưa? Hơn 30 triệu cây vũ khí này. Rồi, tiếp theo là một cái nón thủ lý 24. Nón này thì anh Tùng đầu server cho đến bây giờ vẫn là hàng ok anh em, chưa có cái nón nào mà phòng thủ ống một mà cao như thế này nha. Được cái là được phòng thủ, còn thực sự là cái sinh lực hơi thấp quá. Nói chung anh Tùng mua cái nón này chắc là vài triệu á, khả năng không rõ lắm. Đó. Rồi áo này thì cũng tầm thường thôi, 40 19 20 cũng tầm thường, không có gì cao gì sang cả. Rồi đang sử dụng cho mình một cái ấn tín phòng thủ lý 25. Và cái ấn này thì ở cái mùa đua top vừa đua top trước thì anh Tùng đã sở hữu được ấn này. Thì với cái top 1 cá nhân thì anh Tùng đã sở hữu được ấn này. Ấn này hồi trước chắc là đó chẳng hơn sở hữu cá nhân, chứ còn top 1 cá nhân là hơn 20 triệu nè. Tầm này thì rất là nhiều những cái ấn như thế này, nó là giá của ấn nó rẻ xuống rồi, giá thành nó giảm rồi. Đó, thủ lý 25. Rồi, đang sở hữu một cái kháng cả 5. Một kháng cả 5 là 10. Đó, và có cho mình một cái dáng xe bào kỹ năng cũng có một cấp. Thì này chắc chắn anh Tùng là đang có cho mình trên đầu là càng khôn 2 cấp. Và kỹ năng một cấp này nữa là kỹ năng có 3 cấp trên người của anh Tùng nha. Đó, cái này cũng có 3 cấp. Thật sự một ạc quá pin em ơi. Đâu nói thì ạc này thì một ạc đường môn no 1 server anh em à. Thực sự là một ạc quá chất luôn. Anh em cũng nhìn sơ ạc đó, cũng đang nằm top 1 đường môn 113. Đó, quá kinh khủng. Đó, anh em cùng xem sơ qua là một lần tổng thở nữa nha. Tính ra tổng xếp đồ của anh Tùng này thì thực sự là hơn 100 à, cái này 20 hơn. Hơn 200 chai anh em à. Thực sự là hơn 200 chai, tính cả ấn luôn. Vũ khí và bao tay nữa thì hơn 200 triệu. Đó, hơn 200 triệu Việt Nam đồng. Hơn 200 triệu Việt Nam đồng ở cái xe cái ạc này. Chưa nói là cái này là mắt cho làm một tịch các kiểu rồi, tại vì kinh tiềm năng kỹ năng các mùa vừa là mắt hết hoàn toàn nè. Thực sự là cái này là mắt hết hoàn toàn, không còn gì để chơi luôn nè. Đó. 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 Rồi nè. Rồi ok chưa? Thực sự là một cái set đồ với lại một người anh em thấy chắc chưa anh em? Một người anh em ha. Trời ơi, những con ngựa đang thui thui lùi và đỏ lè đỏ lét, thực sự con ngựa quá đẹp. Ở server này thì hiện tại là con ngựa này là càng hàng độc nhất server anh em, chưa có con thứ hai anh em, khẳng định không có con thứ hai luôn. Sau này nếu có đua top thì đua top 150 gì đó thì có thể là xuất hiện con phiên vũ. Và lúc đó tính sau này mà phiên vũ thì chưa xuất hiện ở server này. Thì đó, anh em không? Một người quá chất. Đó, ok. Anh em xem video này đừng quên để lại cho Duy Khải cũng như là anh Tùng Trường Lão Băng Áo một like và sự ủng hộ cho anh em ơi. Và kính chúc anh em một ngày mới vui vẻ, và đừng quên nhấn nút đăng ký kênh và nhấn nút like chia sẻ để tiếp tục theo dõi những video sau đồ khủng của cầm mê chủ này cho anh em xem nha. Đừng quên nhấn like chia sẻ. Cảm ơn mọi người. Bye bye.